Cuối bản tin sẽ là những thông tin về tình thời tiết. Tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến ngày 22 tháng 8. Bà con cần tránh trú ở những nơi an toàn, theo dõi các thông tin về tình thời tiết để phòng thiệt hại do rồng lốc, gió giật mạnh. Từ chiều tối ngày 20 tháng 8 đến ngày 21 tháng 8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa và rông, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 30 đến 35 mm, có nơi trên 80 mm, trong khi lượng mưa ở Trung Bộ phổ biến 50 đến 100 mm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa rông xuất hiện rải rác trên khu vực Bắc Bộ, cục bộ có mưa to, lượng mưa 30 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm. Chiều tối 20 tháng 8 đến 21 tháng 8, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa và rông, có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 30 đến 50 mm, có nơi trên 80 mm riêng khu vực phía đông bắc bộ, hòa bình, thanh hóa, nghệ an có mưa to, cục bộ có mưa rất to, lượng mưa phổ biến 50 đến 100 mm, có nơi trên 120 mm. Từ 22 tháng 8 mưa lớn giảm nhanh trên khu vực bắc bộ và bắc trung bộ. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam, nên ngày và đêm 20 tháng 8 khu vực tây nguyên và nam bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, mưa rông tập trung vào chiều và tối, lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Khu vực Tây Nguyên Nam Bộ có mưa rông kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi, ngập úng tại khu vực trũng thấp, cấp độ rủi ro thiên tai do lốc xét cấp 1. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo hiện tượng rông lốc xoáy xét mưa đá gió giật mạnh tiềm ẩn mạnh nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân. Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn rông mạnh. Khi có các thông tin cảnh báo mưa rông, người dân cần tránh trú ở nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố. Người dân lưu ý theo dõi chặt chẽ cảnh báo trên các phương tiện truyền thông để có biện pháp phòng thiệt hại do rông lốc gây ra. Trên biển, mây rông phát triển trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau. Trong ngày và đêm 20 tháng 8, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, Vịnh Bắc Bộ, Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông. Trong mưa rông khả năng xảy ra lốc xoáy gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động, sóng biển cao 2 đến 3 mét. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý vị có ngày cuối tuần vui vẻ, thư giãn bên gia đình. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại!